Canh đúng một cái jackpot cho em phải không? 20k lộc của em ơi. Ok luôn em ơi, 20k lộc của em trai đến từ đâu á nhờ? Em ơi em đến từ đâu đấy? Con. Cái người ngày xưa thì tới công chuyện. Dan. Yes sir brother. Anh cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em. Ây da. Xin vì vậy. Nằm lốp. Xin 50k lộc yes, là sir. Của anh ơi. Ảnh chê hai lốp của ai? Hai lốp của ai nè? Không có thấy hai lốp của đau găng đúng không? Riêng em đau găng làm đéo ngại. Làm tí lộc lần 3-5 triệu anh con. Wow. Anh pha tin người thế. Đan. Đòn nè. Yes sir. Anh cảm ơn em. Chơi một lớp á, ok, làm gì có chơi. Yes sir. Đây một lớp đây. Đòn nè. Yes sir. Anh cảm ơn em rất nhiều. Bụ dữ vậy ta. Đòn. Đan. Cái hội nhạc nó căng quá em ơi. Trời mở ơi. Em cái 200 à. Sao mà đỡ được. Lửa không? Làm lại kèo Rudy cơ. Lửa không? Cộng 8 à. Tây Nguyên nha. Ôi tây. Tô hết à. Thế là tôi hết cộng 8. Là Madrid mặt cười. Hôm nay mà Khoa mở được sự kiện ngon là cũng phải nhờ đến anh em. Anh em donate quá nhiều lọc lá của Khoa. Khoa hưởng cái lọc của anh em đó. Khoa hưởng cái lọc của anh em đó. Gõ này cũng ok nè. Lửa nha. Chắc chắn là phải lửa cho Khoa. Lửa CF. Kavaya. Kavaya. Lửa. Lửa. Ê. 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 Quá căng. Gói GTN mà cộng 6 thì cộng 8 on anh nha. Mở ra Rugulit. Thành bú lộc có khách CC. Bú vai cứt. Con này hình như đầu tiên luôn anh ơi. Ui, mẹ bú, theo tao bảo sự kiện ngon đéo tin. Vâng, ngon thật anh nào đéo tin được. Ngon không tin. Ai phụ lòng người tốt. Thế là thằng bố đéo tốt à? Quay về với con này là em mở đầu tiên xem. Không đầu tiên đâu, từ. Ui, em là mở thẻ là gọi là mở ngon nhất mẹ rồi đấy. 123-21 nghìn tỷ thì hơi ấy. Quên qua quốc ca đi. Ơi, giá ảo đấy. Giá ảo, con này không bán được. Hai chân 5 năm. Hai chân 5 năm, 123 vãi là. Ui, con mà con này ngon vãi liền anh ơi. Ơi, con này chỉ số đéo ngon lắm.
Điên rồi, con này mà gulit hai chân 5 năm mày. Thôi. À đâu, mày dạ. Kéo xuống đi, mày kéo xuống đi mà. Thực ra là à, ừ, bán được, bán cũng được đấy. Con này bán được. Này tầm trên server có hơn chục con này L anh. 25 ngàn tỷ là bán được. Mà gulit là hả? Con này đéo chỉ số vàng à? Hả? Búp tim color đâu, chỉ số vàng. Mày chỉnh búp tim color mà. Chỉnh chưa? Ở đây. Đấy, level 5 giờ đâu đéo chỉ số vàng đâu. À, chỉ số nó cao, 123 được. Đều. Quốc dân. Vàng nó đều. Thực ra nó đang là cao nhất cộng 8 của Gulit rồi gì nữa. Đúng rồi, đánh đầu đó, mạnh này. LN chứ. LN là bao nhiêu anh? LN có 122 hay 123 ấy? LN 122 sao ấy? Dạ. Sao đây em xem ơi. LN có 122 thôi sao? Ơ, cái sự kiện nào đấy? Sự kiện tỷ phú đấy ạ? À? Yeah, sự kiện ngon lắm ơi. Mày chơi vòng 2 rồi à? Ừ, tao là 122 Khôi ơi. Tao chơi vòng 3. Ui, ngon nhất của Rulit luôn rồi đấy. Ngon nhất cộng 8 luôn rồi đấy. Thì đấy chỉ sau có con icon kia thôi. Hay liền. Ê, thế thì phải 30-35 ngàn tỷ mới bán được đấy. Vâng, 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 con này phải lên giá mới bán đấy. Có ngon nhất à? Chứ. Có ngon nhất luôn à? Không, tao mở mày gói ghẻ đó. Mày em gói đó, mở gói gì ra ra đó. Mở gói 6-8 GTN cái nè. Đủ, đủ, đủ. Cái gói xịn chưa mở này. Vâng, đây nha, gói đầu tiên nhá là em mở 5-8 là ra tô ghét này. Gói 6-8 là ra thằng này. Mở tiếp đi, câu giờ. Đâu, đang vui quá ní ơi, đang vui quá ní ơi. Câu giờ GK đó, mở đi. Bảo rồi, này mở ngon nhất rồi. Không, nick tàng này. Có, vụ đó được hên ý, đây nè, em còn gói này nè. Để mở nữa nè. Yes sir, lửa nè. Ôi, OT cộng 8 nè. Cộng 8 luôn thì phải. Quá trời. Gì thế? Được rồi, ngon rồi, ngon rồi. Con mẹ em cộng 8. Ram luôn, nhưng mà hơi lỏ tí, tiền đạo này hơi lỏ. Không được, để xài. Lửa đúng không? Ây, pháo hoa rồi, hết phép rồi. Không sao mẹ, mở hai con đấy. Thực ra mở ra con Gulit là coi như là mở xong thắng sự kiện rồi. Bây giờ mở đéo gì được. Con Gulit là cao nhất của đó rồi, tên là đúng không anh? Em ban rồi. 23 rồi đâu? Thấy hả? Mới mở có một tí thôi. Ra gì cũng được, hết phép rồi. Hết phép rồi, ma thết cũng ngon. Ê! CM ai vậy? Winadum à? Ui, con mà 121 mà vãi cà lợn. Mắc chỉ số. 101 mở 121. Vãi cà lên. Mở vãi lìn nhỉ? Yes sir. Không ngon lắm em nhím ơi. Không tôi nghĩ kèm một vòng sự kiện tháng mà cũng ngon. Hôm nay ngày gì của anh? Tao chuẩn bị cho thêm vòng 3 nữa này mấy hôm nữa. Lấy cái gói icon moment. Dễ sợ lửa không? Đéo lửa. Lửa nữa thì nó ảo quá. Đúng rồi, gói này lỏ cũng được. Gói này lỏ cũng được, không cần phải xịn quá đâu. Vua spotlight. Ui giời ơi, cũng được anh ơi. Gói này lỏ như này cũng được. Còn nhiều gói lắm. Mà đúng là xanh đây, đúng là xanh đây được kinh lây anh ơi. Cảm ơn Aki. Lại đan 200 nữa làm vòng anh ơi. Vâng. Ý, RWB. Ai vậy? Trời, 117 là cũng ngon á chứ. Singo. Nó van được ven. Singo. Đây là mở hai gói luôn đi anh ơi, mở hai gói luôn đi. Ấy, cứ một thôi chứ. À, min hả? Trời ơi, hết phép rồi. Zichenko. Trọng tư lệnh. À. Còn sao bắt đầu lỏ rồi. À. Một đêm khó quên. Ramsay.
thông thả. Để tơ. Ôi, hỏi này mở Messi là mấy anh em xỉu hết luôn này. Ôi. Messi nữa thì vãi liền quá anh à. Em chơi thế chơi mình. Lửa. 115, 114 lắm. Tây Ban Nha. Lờ mờ. Ai vậy? Chắc là Jesus Navas. Trời ơi, Mary Moreno. Nó toàn thế thôi, nó cứ cho ra mấy con ở dưới ấy. Lê Quang là bú luôn. Ai da, vẫn còn nhiều gói lắm anh em ơi, gói này đi. Đấy, đúng rồi, 97. Hết phép rồi anh em ơi, hết phép rồi. Lửa, chắc chắn nè. Ê, cờ gì ấy? CB. Quay à? Ê, ML. Trời ơi. Hy Lạp. Em có duyên mở ra Gulit nha. Anh mở ra được 3 lần Gulit rồi đó nè. Anh lửa BTB đi. Từ Brazil RB. Ai ai à? Ai à? Còn mà Danilo anh ơi. Con này béo cao cú. Hakimi luôn cũng được, Hakimi lọ lờ cũng được anh ơi. Điện thoại ai kìa? Lửa. Aden CB ai à? Romero. Trời ơi, lỏ rồi. Đéo được Romero. Pezella. Không sao, Min anh ơi. Không Min là được. Không Min anh. Đây này, Garnacho. Đó, Garnacho. Holun. Ramos Holun là bú luôn ấy. Lửa. Jackson. Ây, ây, Garnacho. What? Phải là bán luôn 119 như thế này mà không bán nữa thì như thế nào? Đúng rồi, 119 đấy, quá đẹp để bán luôn. Quá đẹp để bán luôn. Rồi em quỷ con hai cái mi gì hết đi. Cho nó nhiều tiền. Garnacho. Thế bú dữ vậy. Cái này là bú rồi. Bú quá nơi, bú quá nơi. BTB nè. BTB on nè. Xem thử coi. À Siba. Lửa luôn nè. Ý CB Fadini à. Rumani Ferrari 115 là cũng ngon. Đây luôn, LN on nha. Gago béo thì em xỉu con mẹ nó luôn mất. Mà Gago béo thì vãi liền anh ơi. Brazil, anh bắt đây. Rooney à? Sao béo? Ôi, con mày cái gì thế nhờ? On. Này lởm ơi, nghe nói ai lởm ơi. Cũng bú anh ơi, 121 voi to. À, lửa. Lửa. Ê, bắt tay. Cái lông sơn à, lởm rồi. Không sao, 120. Gomez, cũng ngon. Ê, trực hành. Lỏ nhất luôn anh ơi. Ừ, không sao, ta LN vẫn ngon hơn mấy mũ kia chứ. Hả? Có gói 24 BTB ở đây này. Em lấy. Mở cho vui. Rửa. Anh CM. Bắt cầm. À đâu? Là bát à. Bosco. Cũng được. Tao lấy. Chắc lấy nhầm mấy đéo gì chứ. À, hết rồi đúng không ta? Hết rồi. Còn ở trên thôi. Ba gói. Đây nè, ai cần được một mình nào? Cho anh em xỉu con mẹ nó hết. Em mở ai cần mô bình ở gói này bao giờ chưa? Một lần đây là con DWTG gì đó. Của DWTG. DWTG gì đó nè. DWTG của ai cần được một mình? Lửa. Em bé rồi. Cam. Hai. Còn mà lỏ quá, Golden Ramsay.
Hết phép rồi anh ơi, hết phép rồi. Con này cũng ngon nè. I got a moment, I got a moment, I got a moment, I got a moment. Tap, tam. Em cung cu. Em cung cu à. 30 tỷ. 120 rồi phải liền. Em cung cu là 3.000 tỷ. Hết phép rồi anh ơi. Rồi cuối là em. À Ronaldo RTN mà bùng nổ luôn á chứ. À 7 RTN nào. Bồ Đào Nha. Ây LB. Mẹ à. Mở ra. Ui dồi. Hà Lan nhiều thế. Ôi chứ em mở ra 3 thằng Hà Lan luôn ấy. Mà Moro đi xem nào. Anh mở ra cả MAB, cả Bellingham, các ấy, ấy, ấy. Ấy. Mở luôn. Ơ, cái gói này cũng ngon nè. 107. Rồi mở như này trước đi. Đó, mở luôn. À. À, Ronaldo RTN thôi. Mai chị Thảo bị nghi vấn là cơ cấu ạc của tôi. À ha. Lượt. Rồi luôn. Ui giời ơi, gùm bao Tây Ban Nha. Đô cu nè anh. Ô bật. Đô cu Gabo nè, Kenji nè. Anh em bây giờ build một đội Euro như kiểu. Nó đã dở. Nè con này Gullit. Này ơ, điều pháp là bú. Ui em mở ra. Ui, Gullit có đá theo Chelsea này. Điều pháp thôi là bú rồi. À ừ. À, Torres. Torres này bán được đúng không ta? Torres này bán được luôn. Em phải bán mát. Ah, here we go. À, nhưng mà bán con Torres rồi chứ anh nhỉ? Không dùng thì bán thôi. Nhưng mà 420 mua con khác ok hơn đúng không anh? Ngàn tỷ luôn mà. Ừ. 120 giờ chắc phôi tầm 500 tỷ. Em xem. Rồi, mọi tí đã kèo to mà lâu lắm đọc lên con 6 hoài xịt hoài. Đọc lên con 6 xịt hoài. Rồi. 110. Vô hết luôn đi. À, ngon quá nhờ. Thề tiết ra sự kiện này em lời 30 mấy tỷ. Được. 30 mấy tỷ ra. Thì em mở được 10 tỷ nè anh. Trong Gullit đi 20 tỷ đi. Anh, đúng không? Tin em. Gullit này 20 tỷ anh. 20.000 tỷ. Mồi chứ em ơi, mồi chứ em ơi. Mồi tí đã. 20.000 tỷ nhầm. Con Gullit đó khoảng tầm 24 hoặc 25 bán được. Về ba Enkelo Kante về ba còn công bảy nữa là phải mắc giá đấy, mắc giá nó tầm như anh coi không biết được. Xem LN đang là bao nhiêu. LN là 8.000 tỷ anh ạ. 8.000 đấy. Vâng, 8-9.000 tỷ LN cộng 8 ít lắm. Về 4 cộng 2. Cảm ơn Nguyễn Nhi nữa, cảm ơn em. Gia đình Ramsay. Kubo nè, Kubo cũng được, đập Kubo luôn. Yes sir.
vào kèo được rồi đấy. Cô béo này phải lên cộng 6 mới ngon. Về 3. Chưa, vẫn chưa thấy cái mùi lắm anh em à. Vẫn chưa thấy gì lắm anh em ơi. Vẫn tập 7 mà, tôi bây giờ là tôi chỉ chinh phục cô béo thôi đấy. Hết, hết mục tiêu để thay đổi, theo đuổi rồi. Về 3 nữa này. Thay đổi 3 với 3 là 6 đúng không ta? Màu giang summer luôn. Ba với ba hình như là 6 hay sao đó. Con này xịt đập luôn. Con này xịt là đập luôn. Còn mẹ nó vào cầu kìa. Ôi sao. Ba với ba là thật ra đây hình như vẫn còn thế. Đây nè. Nót. Trời ơi hết phép rồi. Ui hồi nãy mở gói này mà ra nè. Ảo thật. Hết phép rồi anh em ơi. Hết phép rồi. Hết phép rồi. Uầy, cái một vòng nữa ai cần tới mờ, nhưng mà ai cần tới mờ mình nhận được luôn hay sao vậy? Lửa. Ê, Song Hong Min à? Lee Kang In. À đâu? Rồi, Ki Song Ye. Ai cần liền, Ki Song Yang anh ơi. 3 tính 8. Mở thì lấy phôi thêm đi. Kim Song Yang. Mở lấy phôi thêm. À Lily Nitty là ủa là phải chị Lily không vậy? Chị Lily vào đây để ủng hộ Embo một vòng sự kiện đúng không? Thank you chị Lily. Argentina, Rodup, Messi à? Di Maria 118 bú như vậy. Được phải lên. 117, ui ngon quá chứ. Ngon. Bú. Từ tôi phải đập con rô béo này lên đã. Ôi to. Ui má gà gà nó chô luôn đã dữ trời. Úp em gà nó chô. Ui dồi ôi. 119 mà 2000 mấy tỷ là cũng phải lean nữa chứ. Lọc lá vết đấy, đùa. Gulit GTN cộng 9 nè. Phí như vậy ní. Phí như vậy ní ơi. Thế tại sao mình không mồi con khác anh ní ơi. Ôi cái liền nhiều con cộng 7 vậy. C-Dot nữa nè. Đó đập bao nhiêu đây vạch thôi. Mồi đúng 5 con mình đập con thứ 2. Về 4. Con thứ 3 đúng 5, không 6 con đi. Ô có gì ô phép gì năn 7 icon kìa anh. Làm kinh tế lên 8 cô. Tại liền à, đéo em đập đâu. Nếu mà lên được con rô béo cộng 7 đúng không, thì mình chơi một thời gian đã. Mình chơi một thời gian đã anh em. Rio quá hả. Oh yeah. Về 4 nữa nè. Về 4 con còn hướng 5. À Texer Rico là ai vậy. Về 3 nữa nè. Ê về 4 xong về 3. Lần này về 3 cái nữa là mình đập luôn nè. Macroy. Nào anh em hãy tri ân Macroy đi. Tôi là chó. Cái đéo gì đấy. Có điểm nha anh em ơi, có điểm nha anh em ơi.
Có điểm nha anh em ơi. Anh ra lắc luôn này. Lắc luôn rồi. Tụi béo tao có làm không tụi béo? Lại là bà tên Venus. Ây da, về năm. Tối nay đại nhạc hội à, đại nhạc hội à. Thật ra đập thì em cứ tin tay là em đập thôi. Dạ sơ, về năm em vẫn chưa thấy đẹp. Về năm em vẫn chưa thấy đẹp. Về ba nè, vào cầu. Về một à. Rồi rồi. Một, hai, ba. Lên nào, tốn tiền nhiều lắm rồi. Bốn. Năm. Sáu. Ronaldo de Lima. Ronaldo de Lima for Brazil. Here we go. Yes. Ngày của em mọi người ơi, ngày của em. Yes. Yes. Phải tin tay đem. Ngày của em anh ơi. Thêm một quả sử dụng khá thôi. Nhạc Ata. Ôi. Alien anh ơi. Thôi, may mấy hôm nữa em chơi lên chơi thêm một vòng nữa xong em đọc con này con bảy luôn. Ôi ôi. Bú vào cầu rồi anh. Cảm ơn Trần Thanh Hào nha. Cộng 6 mà bãi bãi đái anh à. Don't hurt me no more. Ây da, tuyệt vời quá nha. Một đêm quá là tuyệt vời.